Hello anh Chuyên. Cảm ơn anh Chuyên. Cảm ơn tất cả anh chị trong live stream của Lam nha. Anh chị đi qua lại cho Lam xem một lượt nhấp tay thả tim được không anh chị ơi? Nguyện đến 50 năm về sau, đồ cổ thợ may. Hello gió, hello mọi người trong live stream của Lam. Hello anh gió, hello anh đồ cổ thợ may, em cảm ơn anh. Chuyện tình hai chúng mình đẹp như trong cổ tích, dù phong ba bão ngập trời vẫn có nhau chẳng rời. Mình đi chung chuyến tàu được mang tên hạnh phúc, dù bao sông suốt cuộc đời đến cuối đất cùng trời. Dần đầu bạc theo tháng năm, làn da nhẵn nhẽo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước nổi đi, người sẽ yêu anh đến khoảnh khắc cuối cùng. Mỗi sáng mỗi buổi chiều ngồi run run sát vai, bài tình ca em sẽ hát cho anh nghe, em hát anh nghe. Say mà dậy sớm thế hả? Ôi trời ơi, hôm qua chưa là gì hết trơn. Hello Lena, cảm ơn đồ gỗ Thảo Mai. Cảm ơn tất cả anh chị trong live stream của Lam nha. Dù mưa gió thế nào, làm nơi đây sông bão, thì em cũng chẳng ngại ngần để ôm lấy anh vào lòng. Chân thành hiện lên trong ánh mắt, chẳng ai thay thế được người, chỉ muốn yêu anh trọn đời. Rồi một mai về sau khi chúng ta già đi, tình đôi ta em sẽ ước nguyện bền. Đôi mắt thêm mờ dần đầu bạc theo tháng năm, làn da nhẵn nhẽo dần đầu bạc theo tháng năm, làn da nhẵn nhẽo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước nổi đi, người sẽ yêu anh đến khoảnh khắc cuối cùng. Mỗi sáng mỗi buổi chiều ngồi dường dường sát nhau, bài tình ca em sẽ hát cho anh nghe, em hát anh nghe. Cảm ơn tất cả anh chị trong live stream của Lam. Em cảm ơn anh Cubic. Cảm ơn anh Cubic. Không dám đọc anh Cu to nữa mà nữa là anh Cubic. Cảm ơn anh Cubic. Cảm ơn em nhiều nhé. Chị cảm ơn em. Đầu tận không đi làm ở nhà nghe ngắm Tuệ Lam thôi à. Ngắm em rồi tiền đới lã chả khỏi làm luôn. Nếu không tiền đời, cảm ơn anh Cubic. Hello, hello anh Trà Thái. Hello anh gió mùa thu, em chào gió mùa thu. Cảm ơn đồ gỗ Thảo Mai. Anh cảm ơn khu, cảm ơn Cubic.
Anh gió, anh gió hôm qua có say không? Anh gió hôm qua có say không? Bài chân tình ạ? Dạ ok chị, em hát luôn bây giờ nhé. Hôm qua có say không vậy? Em hôm qua có lo nè. Chị ạ, chị không phải anh. Dạ, nhà em nhiều anh gió lắm, gió mùa thu. Chị là gió mùa thu, nhà em có một anh gió nữa. Anh kia anh gió độc vậy ạ? Say thức trắng đêm luôn nữa, khổ vậy luôn nữa. Dạ ok chị. Chị là gió mùa thu chứ nhà em là có một anh gió nữa, là anh gió, gió độc. Anh gió độc. Anh cuộc sống, hello anh cuộc sống. Anh Du còn đây không? Hello anh Trà Thái. Cảm ơn Cubic nha. Cảm ơn cuộc sống tươi đẹp. Em cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn anh Du, cảm ơn đồ gỗ Thảo Mai. Cảm ơn tất cả anh chị trong livestream của Lam. Mọi người nhấp tay cho Lam để có tương tác với mọi người. Sẽ là ca khúc chân tình. Hello anh Trà Thái. Ủa dạ, thank you Cubic. Dạ, nhà em có một anh gió độc. Một anh gió độc. Hôm qua uống ba chai chưa say mọi người. Ba say chưa chai. Ba say chưa chai, ba chai chưa say. Vào như bay mà ra như bã. Em tặng chị gió mùa thu bài chân tình nha. Bài này em có đăng trên kênh của em, mọi người anh em mọi người qua mọi người subscribe ủng hộ giúp Lam nha, ở trên cái kênh Tệ Lam Bông ở trên YouTube bé. Cảm ơn tất cả anh chị trong livestream của Lam. Sẽ là một ca khúc chân tình tặng em, tặng chị bài này, em tặng chị gió mùa thu bài này. Uống đô mạnh dữ. Uống đô mạnh dữ. Uống ba lon chưa, ba chai chưa say. Ba say chưa chai. Cảm ơn đồ gỗ Thảo Mai. Cảm ơn tất cả anh chị trong đây tim một lần. Bài này à, em là thích bài này, cái nhạc bài này hay. Cảm ơn Cubic, cảm ơn Khu Thua. Một đêm duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Một đêm duy nhất thôi quý vị ơi. Sáng mở like thấy em thấy cười nhiều, anh cũng thấy vui vui có không? Thì sáng nào cũng vô em nha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì em. Cảm ơn tất cả anh chị đã đi một Lam nha. Dạ anh gió thắp sáng cái bộ sưu tập mới, phòng trưng bày mới ạ. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn gió. Cảm ơn tất cả anh chị trong đây đi một Lam. Cảm ơn cả nhà mình à. À, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Daniel, I see you come my live stream right. Dạ, cảm ơn chị mùa thu. Em cảm ơn chị gió mùa thu. Nhà em có anh gió độc nè chị. Gió mùa thu nó dịu dàng lắm, nhưng mà không biết con gió độc này nó nguy hiểm hơn. Anh sắp đi đến Tây Nguyên nữa. Anh thích hự hà hự nữa à. Ngày nào cũng hự hà hự. Không biết chán luôn. Ghiền. Anh ghiền hự hà hự. Anh gió anh ghiền hự hà hự. Từ bữa giờ em hát 3 lần rồi. Ngày nào cũng hát, ngày nào cũng yêu cầu Lam. Lam ơi, bữa qua thì bữa nay trời mát trời, em hự hà hự tiếp đi. Bữa nay giả bộ anh chuẩn bị đi đến Tây Nguyên. Lý do lý cháu. Hết chỗ chui. Khoái. Ghiền mà mắc ngại. Ghiền hự hạ hự mà mắc ngại. Từ từ bây giờ cái giọng này chưa hát được hự hạ hự. Hự hạ hự là phải có sức. Bây giờ chưa được, một tí nữa giọng em mới hát được bài đó. Mình hát bài đêm lao sao đi. Đêm lao sao nha.
Em cảm ơn tất cả anh chị đã đến đêm của em. Chúc cho toàn thể tất cả anh chị, em chúc cho toàn thể cô chú anh chị trong live stream của Lam một ngày cuối tuần, một ngày đầu tuần thật là tràn đầy năng lượng, vui vẻ, công việc hanh thông. Chúc cho toàn thể tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ trong live stream của Lam. Tối qua cây cối, tối qua cây cối của ông bà có bị mất cây nào không? Em ra em đu em rung ơi. Em ra em đu em rung, em gửi tình yêu vào đất. Em gửi tình yêu vào đất suốt. Cứ uống bia là cứ 5 phút 1 đi gửi tình yêu vào đất. Thật yếu. Chị Yến ăn gì chưa? Cảm ơn đồ gỗ Thảo Mai, cảm ơn tất cả anh chị trong live stream của em. Ủa em thấy anh Daniel đến này mà. Cupid, are you still here? Em cu còn đây không? Gửi tình yêu vào đất. Chị chưa dậy luôn nè. Chị tôi dậy đi chị, đừng ngủ dây dưa. Chị đó có giăng mướp ra qua. Má ơi ly, dậy dậy đi xem trời nắng lên chưa. Quang Ngãi đang lụt đấy. Em gửi nhớ chọn hướng em nhé. Đang lụt đấy, thôi vậy thôi em gửi hướng khác. Anh Du, sáng nay cây sung nhà anh rụng hết trái vậy luôn hả? Không phải tối qua em rung đâu. Anh Thuận đừng đổ thừa em nha. Ủa nhà anh Thuận có bị dính bão không? Anh Thuận ở Gia Lai mà đúng không? Gia Lai Kon Tum gì đó mà đúng không? Có bị dính bão không gì? Cây rụng đấy mọi người đổ oan nha. Lam hôm qua Lam say Lam đi, hôm qua Lam say cái Lam đi trèo lên cây Lam rung. Rụng hết cây. Ngủ chưa đúng đủ rồi à? Chị em ngủ chưa đủ rồi. Bây giờ mọi người muốn nghe bài gì ạ? Làm hát bài Đêm Lao Sao đi. Hay bài gì? Có một cái bài hát Đêm Lao Sao đi. Đêm Lao Sao nhé. Mọi người nghe cái tên nè. Em nghe cái tên cái em tưởng tượng ra một cái mùa đông mọi người. Một cái mùa đông lạnh giá, lạnh lẽo, cô đơn đó. Kiểu hello chị Tùng Lâm. Em chào tất cả anh chị trong live stream của Lam nha. Không biết là có bị ẩn comment của anh chị nào không. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày đầu tuần vui vẻ. Em khi mà em nghe cái tựa hello cò, khi mà em nghe cái tựa bài hát này nè, em tưởng tượng ra một cái mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông lạnh lẽo cô đơn. Nên vậy đông sắp tới rồi, ai đang còn có một nửa của mình thì nhanh chóng tìm một nửa còn lại. Đông này anh ở đâu? Mọi người có thấy là thường thường vào mùa đông nha, mọi người sẽ nhìn thấy trên phở bò hay trên Zalo mọi người hay để kìa. Đông này anh ở đâu? Đông này gấu ở đâu này nọ, là dành cho những người mà kiểu cô đơn á. Cần kiếm chanh 37 độ hả? Mọi người ai có nhu cầu kiếm chanh 37 độ thì tìm cò nhé. Cần kiếm chanh 37 độ. Đêm lao sao.
Tự dưng cái đêm đông lao sao, cái chợt nghe tiếng em cười nửa đêm, cái nghe tiếng em cười cái xỉu ngang luôn, phải không mọi người, cái bài hát này nè. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, là chợt nghe như tiếng em cười nửa đêm, cái em cười khà 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 cái xỉu. Tự dưng cái xỉu ngang luôn, sợ quá. Tự chợt nghe như tiếng em cười, đêm hôm tỉnh giấc cái cười khà 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 khà. Chắc em này cũng bị khùng quá. Trời là trời, sợ quá đúng không? Đêm đông lao sao đã lạnh lẽo rồi, những người có người yêu thì không sao. Những người mà không có người yêu cái đang cần một bờ vai như còi, như còi nói là đang cần được cái chanh 37 độ, cái nửa đêm nghe tiếng Lam cười khà 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 cái xỉu ngang luôn. hết muốn đêm đông luôn, hết muốn có người yêu luôn, sợ quá. Tụng ma sợ quá này. Dễ sợ luôn. Mọi người muốn nghe bài gì lên bài cho Lam với. Cảm ơn tất cả anh chị trong livestream của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người lên bài cho Lam với mọi người ơi. Mọi người muốn nghe bài gì không ạ? À? Anh Gió. Anh Gió muốn nghe hự nữa hả? À? Thương Ly Biệt Remix à? Thương Ly Biệt Remix. Thư tình cuối mùa thu. Thư tình cuối mùa thu. Thư tình cuối mùa thu. Sao nghe bài này dân ca phải không anh? Thư tình cuối mùa thu hả? À? Anh muốn nghe nhạc dân ca hả? Thôi hả? Hết muốn nghe rồi hả? Nghe khả 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 cái hết muốn nghe luôn. Thư tình cuối mùa thu. Em thử bài này xem hát được không? Cuối trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá. Phải trắng lá về rừng ta đi 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 đã. Bài này không hát được nhưng mà thử nha. Ta kể nha. Không hát được nhưng mà cứ thử đi. Lỡ sao lỡ không hát được sao? Tâm gì đây mà em không vô được tâm nghĩa. Sorry mọi người. Em lấy lại tâm khác. Lấy lại tâm khác, cái tâm này không vô được. Tâm này không vô được nhà. Hello chị Thùy Dương. Hello, hello chị Thùy Dương, hello chị Mai Thanh. Hello Ngọc. Chị chào Ngọc nha. Trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá, vài trắng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Xa biển cả cao quá. Mùa thu này là không hát được rồi, không hát được, sáng ra không hát được nhạc này rồi mọi người. Thôi em xin nợ anh. Sáng nay thấy chị thấy em mà em lù lù đâu, em vô cái gì thấy luôn. Em xin lỗi mọi người, cái sáng ra em bài này em hát được mọi người. Cuối trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá, sáng ra không hát được bài này. Bản tình cuối hả? Úi à, em ở đây nghe nhạc bản tình cuối luôn. Nghe hả? Cảm ơn anh Gió đã chia sẻ giúp Lam bản tình cuối hả? Úi chà, em nợ cái bài này nha anh ơi, bài này Lam không có thuộc. Sáng ra, mưa có rơi và em có hay đúng không? Ok, chị hát tặng em bài này. Cô Thị Minh, cảm ơn chị Thùy Dương.
chẳng có phai trên cuộc tình. Đó đi quấn lại có lao nha. Bạn tình cuối. Bữa nay cái giọng oh, no. Em chào anh Đàn Tử. Chào tất cả anh chị đang đi quấn lao. Hồn cô đơn là bài đó làm hồn của thủ. Anh chị đi qua lại và làm xin một lệnh nhấp tay thả tim nha anh chị ơi. Cảm ơn anh TD Trịnh Công Sơn. Hello Đàn Tử, cảm ơn TD. Cảm ơn tất cả anh chị đang có mặt trong live stream của Lam nha. Mọi người đi qua lại cho em xin một lệnh nhấp tay. Mọi người muốn nghe bài gì ạ? Anh Gió. Hay lời của Gió đi. Một ca khúc quen quen đi. Lời của Gió để cho nó vui vui đi. Mọi người đi qua lại cho Lam xin lầm một lời giúp tay anh chị. Hoa nở gấp màu hả chị? Mình đang hát cái bài này cao dữ ta. Cao quá lên không nổi. Sáng ra lên nổi. Anh chị đi qua lại cho Lam xin một lời giúp tay nha. Dạ ok anh Tấn Thái. Chuyện tình nặng Puram mà. Chuyện tình nặng Puram mà. Nghe bình thường mà phải không? Mọi người nghe bình thường đúng không? Anh chị nghe bình thường phải không anh chị? Hình như bị anh Nam đi ra xong đi vô lại. Anh Nam ơi, anh đi ra xong đi vô lại đi. Tôi yêu em nhiều. Anh thấy chỗ đây ca khúc tôi yêu em nhiều hả? Cảm ơn tất cả anh chị trong livestream của em nghe ok mà đúng không? Mọi người mà ai bị lỗi mà đi ra đi vô mà kiểu nghe không được, mọi người đi ra lại xong mọi người vô lại nhá. Mọi người đi ra xong đi vô lại nhá. Anh chị ơi, anh chị muốn nghe bài gì lên bài alarm đi. Bài gì có bài gì nói hay nhỉ? Cốc Thị Du, hello anh Du. Ông này ông cứ mời mình. Giấc mơ có thật hoa nở không màu hả chị? Mùa đông về chơi, bài này hay quá nhỉ? Điều gì chưa nói. Em thử bài này nha. Em thử bài này xem, bởi vì em thích bài này quá. Thời gian kia theo gió cuốn bay, thế gian cùng quay bước chân mỏi mệt. Nắng chết say đêm nay mong sao anh chẳng mai không đổi thay. Đã từng một thời có nhau. Để nghe lại bài này. Có thể lên bài nhà Lam được không? Anh đổ gỗ thảo mai, mọi người trong livestream của chị Trinh muốn nghe bài gì chị Yến ơi? Công chúa bong bóng nha. Please tell me why. Mọi người đi qua lại cho Lam xin một lượt nhất tay nha anh chị ơi. Anh mất sẵn ngủ, anh mất sẵn. Please tell me why nha.
thử hết bài này nha. Chị ơi, anh chưa diễn rồi. My baby, they love you so, but forever you.